Ý ông là tôi phải chỉ huy mọi người tản cư khỏi kinh thành, để khi quân Mông Cổ tiến vào, Thăng Long chỉ là một trận địa không người không lương thực. Đúng. Phu nhân sẽ phải điều động thuyền bè sơ tán cho toàn bộ hoàng gia và vợ con tướng sĩ xuống dùng sông Hoàng Giang tạm lánh. Việc này tôi làm được. Tôi tuyệt đối không để lương thực, vũ khí và cả sinh mạng của dân chúng Thăng Long lọt vào tay giặc. Việc rút lui khỏi Thăng Long rất khó khăn và phức tạp. Hiện nay thế giặc rất mạnh, phu nhân quán xuyến việc ở kinh thành phải cương quyết, bình tĩnh sắt đá, không được mềm yếu và dao động. Chỉ cần kế sách thành công, đẩy quân xâm lăng vào tình thế khốn quẫn, chúng sẽ buộc phải đánh theo cách đánh của ta. Ta sẽ bảo vệ các hoàng tử, chăm sóc các gia đình tướng sĩ, để các tướng sĩ chuyên tâm chiến đấu. Ông hãy mau mau đến bên thiền giúp bệ hạ đi, việc ở Thăng Long đã có tôi lo. Sau cuộc chiến ở Bình Lệ Nguyên, vua Tôi nhà Trần rút về sông Thiên Mặc, tin chiến trận truyền về Thăng Long. Một chiến dịch chống giặc quy mô lớn được triển khai gấp rút. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiên Cực công chúa Trần Thị Dung, dân chúng Thăng Long nhanh chóng rút khỏi kinh thành, thực hiện kế sách vườn không nhà trống, một trong những kế sách quan trọng dẫn đến chiến thắng sau này của vua Tôi nhà Trần. Như các vị đã biết, quân giặc không lâu nữa sẽ tiến vào Thăng Long. Chúng ta phải sơ tán xuống bến sông Hoàng Giang trong thời gian ngắn. Này, ta huy động toàn bộ dương tôn quý tộc và dân chúng nhanh chóng di chuyển ra khỏi kinh thành. Các vị ở đây hãy cùng ta gánh vác việc đại sự này. Tại hạ xin nhận nhiệm vụ tập hợp toàn bộ thuyền bè, lấy phương tiện di chuyển. Tại hạ sẽ đi thông báo và hướng dẫn mọi người giấu kỹ lương thực thực phẩm, quyết không để lương thực lọt vào tay quân xâm lăng. Việc di chuyển một lượng người và đồ vật lớn như vậy e sẽ sinh hỗn loạn. Tại hạ và binh lính trong phủ sẽ nhận trách nhiệm điều hướng, đảm bảo an toàn trật tự cho mọi người. Tốt lắm. Chỉ trong 10 ngày, kinh thành Thăng Long nhất định chỉ còn là tòa thành trống. Chúng ta hãy đoàn kết, rút lui một cách nhanh chóng. Bên này nè, nhanh lên, còn nữa nè. Lên thuyền đi, còn nhanh lên, nhanh lên. Quân Mông Cổ là đội quân rất tàn bạo, đi tới đâu chúng cũng chém giết và cướp bóc để nuôi quân. Vì vậy tất cả lương thực phải được nhanh chóng vận chuyển tới nơi khác. Có như vậy chúng mới không thể trụ lại lâu dài ở Thăng Long được. Tuân lệnh. Số vũ khí này ở đâu mà có? Không lẽ trong lúc binh lính vào sống ra chết ngoài chiến trường, ở hậu phương lại có những kẻ thừa nước đục thả câu, giấu giếm binh khí để tư lợi hay sao? Ngươi hãy nói đi. Xin phu nhân đương tay, thảo dân bị quan. Số vũ khí này là của các gia đình để lánh nạn để lại. Thảo dân chỉ biết chở người và vật dụng đến bến sông, tuyệt đối không có chuyện thảo dân giấu giếm binh khí. Xin phu nhân suy xét. Thôi được, nếu đúng là vậy, ta sẽ tha tội cho ngươi. Người đâu? Hãy cho kiểm tra khắp kinh thành, ở đâu có binh khí từ các gia đình đi lánh nạn để lại thì phải thu thập lại, mau chóng chuyển đến bến Thiên Mạc để bổ sung cho quân đội. Ở đây nè, chôn bên đây, nhanh lên. Thưa công chúa, hiện tại vẫn còn một số lượng đồ đạc và phương tiện chúng ta không thể mang đi được. Phải xử lý ra sao đây? Nếu đã không mang đi được thì phải phá hủy hết. Phải gây khó khăn cho địch để chúng không đủ điều kiện đóng quân, ăn nghỉ và sửa sang vũ khí. Tuân lệnh. Cuối cùng thì ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngày 18 tháng 1 năm 1258, quân Mông Cổ tràn vào Thăng Long. Quân giặc ra sức tàn phá kinh thành và cướp bóc lương thực. Nhưng thứ duy nhất mà nhân dân Thăng Long để lại là những tên sứ giả Mông Cổ trước đó bị vua Trần hạ lệnh tống giam trong ngục.
quân chiếm đóng co cụm lại trong một kinh thành vắng lặng như tiêu điều. Thăng Long chỉ còn là một tòa thành trống, không một bóng người, không một chút lương thực. Phải làm sao đây? Đã vậy, hãy đốt phá hết cho ta! Đốt đi! Đốt đi! Cuộc kháng chiến bước vào những ngày tháng khó khăn, vua Tôi nhà Trần phải đưa ra kế sách đối phó với quân Tống, không ít binh sĩ nhuệ khí đi xuống, khiến lòng người lo lắng. Thế nhưng bên cạnh vua Trần Thái Tông lúc này vẫn còn có các tướng lĩnh một lòng trung kiên, sẵn sàng xả thân vì xã tắc. Nhất Hiểu, hoàng đệ, sao đệ lại ngồi ở đây? Sao còn chưa tập hợp đội binh tinh cương luyện tập? Bẩm bệ hạ, quân lính tản mát hết rồi, thái quý không gọi chúng đến được. Đứng dậy cho ta, có như vậy mà đệ nhục chiến rồi hay sao? Tướng lĩnh của ta tuyệt đối không được yếu đuối sợ hãi. Đệ đành lòng nhìn đất nước rơi vào tay giặc sao? Đệ nói đi. Nhập Tống. Người đâu? Đưa thái quý vào thuyền nghỉ ngơi. Cho thuyền tới chỗ thái sư Trần Thủ Độ. Trẫm vừa qua chỗ thái quý Nhật Hiệu, thái quý không thể triệu tập được đội binh do mình thống lĩnh nên đang vô cùng hoang mang sợ hãi, còn khuyên trẫm nên đem quân theo nhà Tống. Hả? Như vậy là thái quý muốn sang cầu cạnh nhà Tống sao? Rồi sao lại như vậy được? Thân làm tướng phải vững vàng làm gương cho ba quân chứ. Nhật Hiệu làm tướng mà sớm nản chí như vậy, trẫm e điều này sẽ khiến quân đội ta giảm đi vài phần nhuệ khí. Bệ hạ, thái quý Nhật Hiệu cũng là người hết lòng vì dân tộc, nhưng vì gặp thế giặc quá mạnh nên ý chí nhất thời bị lung lay. Bệ hạ hãy để thái quý có thời gian lấy lại tinh thần. Trong lúc đó, triều đình tập trung bàn kế sách đánh giặc, khích lệ binh lính vững vàng chiến đấu. Quân dân đoàn kết một lòng, ắt sẽ đánh đuổi quân Mông Cổ. Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng ta không việc gì phải chạy sang nước khác nữa nhờ. Vẫn còn thần và các tướng lĩnh ở đây cùng bệ hạ gánh vác giang sơn. Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác. Có câu này của quốc công, trẫm còn sợ gì nữa? Chúng thần quyết tâm bảo vệ đại việt đến cùng. Vào thời điểm cam go nhất của cuộc kháng chiến, câu trả lời đanh thép thể hiện khí phách và sự kiên định của Trần Thủ Độ trở thành động lực cho vua Trần Thái Tông và triều đình Đại Việt trong cuộc phản công tiếp theo chống lại sự xâm lăng của đội quân Mông Cổ ở Đông Bộ đầu năm 1258. Video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem nốt diễn biến cuối cùng của cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất. Đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé!